Chị và các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tập một cái intro thôi, áp dụng rất là nhiều bài hát rất là hay, nhạc trẻ, deep pop ballad với cái vòng hòa âm rất là đơn giản là đô trưởng. Thì chúng ta sẽ thấy là càng intro đơn giản là càng tốt. Chúng ta sẽ có bốn hợp âm là đô trưởng, la thứ bảy, fa major và son trưởng. Như vậy thì nó sẽ tạo ra hai cái phần này là âm màu là fa, la thứ bảy là mình có nốt đô và nốt mi đó. Đó, bỏ nốt la ra, bỏ cái này ra. Và major, fa major thì bỏ nốt fa ra. Rồi, vậy là xong. Và âm son trưởng, thì chúng ta sẽ thấy nè, intro càng đơn giản càng tốt. Ví dụ chúng ta đánh nè, điệu ballad nha. Người thấy khi mà tập intro, tập note gì đó thì cái quan trọng là cái điều tiết cái móc ngón tay của chúng ta đó, cho hai bên nó đều nhau, cái ngón nào nó cũng lanh hết. Ta tập là tập hai bên. Vì vậy ví dụ như fa nó phải ngân ra một cái độ trường canh của nó đủ. Vì một người đi mãi chắc không quay trở về, chuyện tình này đành chia đôi. Như vậy thì mọi người sẽ thấy là cái giọng của Khánh là khác, không có vừa với cái bài đó. Cái bài đó thì mình phải kẹp capo ngang 3, ngang 4, tại vì nó là giọng mi trưởng mà. Thì cái capo này á, mình đánh những cái nốt như vậy để mình hiểu cái hợp âm trước, rồi không vừa tông thì dùng capo kẹp lên để tăng cái tông mình lên. Dù Khánh kẹp ngang 4 nè, cái capo này mà Khánh kẹp đàn lá xích luôn nha, chơi luôn. Capo thường chúng ta chỉ kẹp từ ngang 5 trở lại thôi, đừng có kẹp quá cao, nó sẽ khác, cái tiếng nó rất là kỳ. Chúng ta nên đánh như vậy. Thì Khánh sẽ nói là những cái nốt mà chúng ta có thể tập để mà chúng ta làm quen với ba ngang đầu. Đầu tiên là đô trưởng ra xuống, so, so la si, còn là đô, đô, đô là bass 5. Khi mà chúng ta tập intro như thế này á, chúng ta tuy là nó ngắn. Khi mà chúng ta tập intro như thế này tuy là những cái nốt nó ngắn, thì sau này sẽ giúp chúng ta solo được tốt, vì chúng ta đánh bass nữa ha. Một con bass và ngón chung. Đô, đô, ra xuống, so la đô.
Nếu mà chúng ta dùng cabo chúng ta kẹp lên thì chúng ta cũng đánh những cái nốt như vậy thôi, nó cũng khá là dễ thôi. Sol la do do, sol la do do, sol la do do, sol la do re, sol la do do, sol la do do, sol la do do, sol la do re, sol la do re do. Ta mê vì một người đi mãi. Gian giờ đây có một ngàn lối đi em đã chọn. Từ khi quen em anh đã biết bối rồi, biết lúc thoáng nghe em cười. Đó, tất cả những cái giọng thì mình hát mình sẽ điều chỉnh từ từ. Tất cả khi mà chúng ta tập, khi mà chúng ta tập nhạc, chúng ta cứ vui vẻ và cảm nhận cái tiếng đàn phát ra, hay còn gọi là cảm âm thanh đó, cảm âm. Như vậy thì với cái càng đơn giản càng tốt, và chúng ta luyện làm sao cho hai cái tay chúng ta đều là chúng ta sẽ thành công. Đó, chúc mọi người có một ngày tuyệt vời, một ngày tốt lành, và tập được những bài hát mà chúng ta yêu thích. Cảm ơn quý anh chị và các bạn rất nhiều. Nhớ đăng ký theo dõi kênh, bật chuông thông báo nha. Comment ý kiến thắc mắc cũng như những bài hát chúng ta muốn tập luyện và những cách chúng ta tập luyện. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Bye bye.